Bây giờ các thầy đang chuẩn bị trang phục của nhà tướng này. Thầy nào cũng mặc màu đỏ hết này. À, có một thầy màu xanh. Ôi. Ua. Rồi. Mặc bộ này xinh quá chị ơi. Xinh đấy. Ấy ơ. Nhìn nha hai bố con đấy. Hai bố con thật mà. Hả? Bố con đấy. Bố con. Bố đây là bố thật á? Bố kia cũng là bố. À, bố nuôi. Bố thầy. Bố thầy, bố thầy. Ấy ơ. Sao cô này sao? Cô này sao lại mặc áo xanh thôi? Con này con thỡ về học. À. Bụng. Oh,
Oh,
Bây giờ các thầy đang chuẩn bị trang phục của nhà tướng này. Thầy nào cũng mặc màu đỏ hết này. À, có một thầy màu xanh. Ôi. À. Rồi. Mặc bộ này xinh quá chị ơi. Cái này xinh đấy. Ơi. Nhìn nha hai bố con đấy. Hai bố con thật mà. Hả? Bố con đấy. Bố con. Đây là bố thật á? Bố kia à, bố nuôi. Bố thầy. Bố thầy, bố thầy. Ấy ơi. Sao cô này, sao? Cô này sao lại mặc áo xanh thôi? Con này con thỡ về học. À. Bụng bụng thầy nào cũng phát tướng nhỉ? Cái dây kia thế con. Sao, sao thầy trẻ này mặc áo xanh thôi? Thầy này trẻ chưa mặc áo đỏ được. Chưa được, chưa được mặc áo đỏ à? Đây có thầy này. Thầy này cũng mặc áo xanh. Đây cũng đẹp nhỉ? Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Bà này cũng đẹp nè. Bà này cũng đẹp, áo đen cũng đẹp nhỉ. Lúc nãy tầm hình cái ba này tầm xinh cũng xinh. Bà nào cũng đẹp. Mọi người, người đang cho gạo lên nó nhiều nhỉ? Đừng nhiều gạo lắm rồi. Không cần đâu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 thầy. Còn thầy này khen thì hôm nay là không làm đấy mà chỉ xem thôi. À, còn thầy này nữa cho mặc trang phục nữa, 17 thầy. Mẹ con làm Hôm nay cay được
nhiều lắm rồi đó. Vâng, hôm nay cay được nhiều rồi đấy. Nhiều thầy hôm nay còn cay được một đêm nữa. Thế à, một đêm nữa à? Đêm, cả đêm mai, sáng mai nữa. Đêm làm đến mấy giờ? Đêm cả đến mai đi, sáng thế à? Mai mới xong. Thế không được ngủ thế nào à? Không. Trong phòng này không gian hơi nhỏ cho nên không quay được toàn cảnh.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.